rừng Manu Bồ Công nha bạn. Rừng này cái nguyên cái này rừng trên thân này nha, cái thân mẹ hồi xưa nó té ngang ra rồi nó nhảy lên mấy cái thân con, mình đục bỏ một số thân nó trống trống, còn lại là 7 cây. Thường là người ta chơi 3, 5, 7, chơi số lẻ. Số giống như kiểu số may mắn ngày xưa thôi bạn ơi. Ví dụ đó mình cũng chưa nghiên cứu nữa. Thường là ta chơi mấy cái tàn như vậy, 3, 5, 7, 9. Cái số lẻ theo giống như kiểu quan điểm số may mắn. Là theo sách vở Tam Can Ngũ Thường, Tam Tầm Tứ Đức mấy cái kiện cổ đó nè. Giờ thì sẽ lát hết, miễn giờ sao nhìn vô cây nó đẹp là được rồi. Khi cổ chơi rồi nó cũng đẹp quá. Này rừng trên thân nha bạn. Rừng Mai Dương Thủy này nó có kiểu ba dạng chính. Cái rừng Mai Dương Thủy này bạn, thường là ba, theo mình nghĩ là có ba dạng chính nha các bạn. Rừng mà ghép từ một cây đơn, một số cây đơn giống như mà mấy bạn trồng mấy cây thẳng á, rồi từng cây rồi mới bạn ráp lại thành một cái rừng, nó cũng kêu cái rừng Mai Dương Thủy. Thứ hai là cái rừng nó nhảy từ cái rễ mấy bạn, giống như cái rễ vậy nè, nó nhảy ra rồi nó nhảy lên cái cây con rồi nó nhảy chìm đó. Cái dạng rừng đó là rừng thứ hai. Còn cái dạng rừng thứ ba là có một cái thân mẹ giống như hồi xưa nó trồng á, rồi người ta trồng bờ mương vậy, nó té ra giống như cây này nè, nó té ra giống vậy nè, nó nhảy trên thân. Cái rừng thứ ba thì cái rừng giống vậy nè, không phải mình quảng cáo sản phẩm đâu bạn. Cái rừng kiểu này thì nó hiếm hơn, thường là nó sẽ nhảy theo kiểu nhảy chiền, nhảy cái rễ bạn, nhảy chiền, nhảy cái rừng kiểu Mai Dương Thủy. Cái rừng đó là phổ biến nhất. Còn cái rừng mà dễ làm nhất á là mấy bạn lấy từng cây đơn, mua chục cái nhánh á, mấy bạn trồng thành cái cây nhỏ để bạn ráp lại thành cái rừng đó là dễ làm nhất. Còn cái rừng kiểu này là giống như kiểu tự nhiên, kiểu khai thác, chỉ có khai thác mới có, nhiều khi mình cố tình mình làm nó cũng không ra nữa bạn, cố tình mình làm có nhiều năm, hàng chục năm như mấy cái này khai thác của nhà dân hồi xưa nè. Cái này nuôi mặt khỉ, mình thấy nó già thấy không, té tới té lui rồi nó ra cái cây tự nhiên. Giờ giống như mình cố tình mình lấy cái cây mình đạp xuống á, nhiều khi nó nhảy ra cũng không giống như cái cây này nữa các bạn. Mỗi thằng nó ra một cái cách khác nha, nó nhảy ra một cái cách khác, nhiều khi nó không giống, cố tình làm ra cây giống vậy cũng không được nữa. Cây này cây khai thác, còn như mình làm thì nó có yếu tố con người rồi. Nhưng mà khỉ bạn, này rừng này đóng cái thùng ấy, cái dòng chỗ này cả mét nè bạn, cái dòng chỗ này mình nãy mình đo cả mét, chiều cao nó khoảng 45 mà. Cây này mình nuôi mới cái dạng lông các bạn ơi, nuôi mặt khỉ, nuôi mới dạng lông, rồi sơ về nuôi thêm các bạn ơi. Mới nuôi này mình nuôi được mấy tháng năm tới lại rồi. Mấy tháng năm trở lại các bạn, không hơn năm đâu. Nói chung rừng nó phải có cái khoảng không, như cây này nó cách cái cây xa, cây kia nó thưa cây và nó phân bố cây, nhìn nó đẹp tí thì cái rừng nó nhìn nó hút hồn. Còn có một số cái nhiều khi nó nhảy lên một bộ, nhiều khi một nó có một điểm nó nhảy lên vậy nó mà nhảy. Mấy bạn kia cũng nói rừng nữa, theo mình nghĩ mấy cái đó là kêu bụi, chỗ mình là kêu bụi nha, bụi lùm chứ không phải rừng đâu nha bạn. Rừng nếu như nó nhìn vô nó phải có khoảng không, rừng này nó cũng không được đẹp lắm. Năm trước mình bán có mấy cái rừng đẹp lắm, giờ kiếm không ra bạn ơi, giờ kiếm không ra. Mấy rừng hồi xưa mình bán là mấy rừng này, hồi xưa mình bán mấy rừng mắc tiền, mình cho khoảng không, có phân bố cái cây nhìn nó kiểu nó hài hòa, nhìn đẹp. Còn khúc sau này riết giờ khai thác riết giờ hết rồi mà, cái rừng mà kiểu rừng trên thân gì khai thác riết giờ hết rồi, giờ còn bụi nhiều kiểu giống vậy nè, nó kiểu nó không có cái này nè, nó bên này nó nằm một cụm mà nó nhảy ra giống như chữ V bạn, nó xỉa ra mấy cái nó xấu lắm. Nếu nó làm cây ra như sau này nó xấu lắm, bụi chơi giải trí thôi chứ là mấy cái nó làm ra cây không có nhiều tiền, cây nhìn nó phân, cây nó mốt sau này ra cây nó không đạt.
như cây này nè, nó phân bố cây nó như cái này, mấy cái này nó nằm khúc khúc ngoài sau đó, hoặc là nó nhỏ lại. Mấy cái này nó bán lên là cái nó nhỏ lại nó mới đẹp, mấy cây chính nó bự cái rừng nhìn nó mới hay. Nói chung mỗi người mỗi cách suy nghĩ, mỗi cách nhận định thôi, cái đó là nhận định của mình thôi nha mà, chứ không phải lên quan cù đạn đâu. Nó mỗi người mỗi cái cách cách nhận định riêng nha. Theo nhận định của mình thì cái rừng giống vậy đó nha, còn mỗi người nó có một cái cách riêng nha mấy bạn. Chứ đừng có nói anh này anh nói anh lên quăng lụt kìm lụt đạn đâu, mệt lắm. Bạn không quan trọng mình bán cái cây, sống thực tế lắm, quan trọng mình bán được cái cây, bán được cây kiếm cơm thôi chứ. Còn mấy bạn nào mà muốn nuôi cây á, làm cây á, có một số kênh ta làm rồi, ta chỉ rất rõ, một số người ta rất là giỏi làm. Mình không có chuyên về làm đó các bạn ơi, mình chỉ chuyên bán, phải bán, phải bán kiếm tiền các bạn, nói thẳng luôn, phải bán kiếm tiền. Chứ nuôi cây thì mình cũng phải lắm, nhưng mà nói chung là điều kiện kinh tế của mình cũng chưa có nhiều, mình chưa muốn nuôi cây, chưa có nuôi được một số cây VIP.